Ngày 12 tháng 10, các nghị sĩ Israel đã tán thành việc thành lập chính phủ khẩn cấp mở rộng. Một ngày sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo hợp tác với đối thủ, trong lúc xung đột Israel-Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Với tỷ lệ 64 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Quốc hội Israel đã đồng ý giữ nguyên thành phần nội các cũ và bổ sung 5 bộ trưởng từ đảng đối lập. Trước cuộc bỏ phiếu này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng sự đoàn kết mà chúng ta đang tạo ra sẽ gửi đi thông điệp về sức mạnh to lớn. Ông tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas. Theo hãng tin AFP, 5 bộ trưởng thuộc Đảng Liên minh Quốc gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz đã tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội Israel vào đêm ngày 12 tháng 10, sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu tán thành. Trong số đó, ông Gantz sẽ tham gia nội các chiến tranh cùng với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Theo thỏa thuận mà ông Netanyahu đã ký với ông Gantz, chính phủ Israel sẽ tạm ngừng kế hoạch cải cách tư pháp trong thời kỳ chiến tranh. Trong khi đó, thủ lĩnh đảng đối lập lớn nhất Yesh Atid, ông Yair Lapid cáo buộc giới lãnh đạo Israel thất bại không thể tha thứ trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas vào hôm 7 tháng 10. Ông tuyên bố sẽ không tham gia chính phủ khẩn cấp của Thủ tướng Netanyahu.